Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe Gian Kickcap 1 2020. Xe trang bị bộ chuyển động tua ly. Trước em có về một chiếc màu xanh thì các bác lấy rất là nhanh. Thì bây giờ về một chiếc màu đen nữa để cho các bác xem. Hình thức chiếc xe rất là đẹp. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe khung nhôm, sơn nguyên bản. Nước sơn nó rất là mới đẹp. Hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Xe mới về bọn em chưa vệ sinh nhiều đây này. Nó hơi bị bụi bẩn chút. Nguyên bản đó đi. Phanh dầu Techo. Mây ơ bi vòng. Giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe thuộc size nhỏ, size S. Size S phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 đến 1m74 y là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh. Trang bị bộ lít 8 tầng 3 tầng đĩa, lít Shimano. Xe thì các bác nhìn trong mình rất là mượt mà, êm ái. Ghế đổ bạc đạn. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 7.900.000. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.